Hello students, welcome to Gola English Channel, and my name is Long. I am an English teacher at primary school. Cô xin chào các em, chào mừng các em đến với kênh YouTube Gola English. Và cô là Loan, cô là giáo viên tiếng Anh tiểu học. Các bé ơi, hôm nay cô Loan sẽ dạy cho các bé một bài có tựa đề là Unit 12 at the lake. Đơn vị 12 tại hồ, và tại cảnh hồ thì sẽ là một quang cảnh rất mát mẻ và sẽ có những hoạt động gì đây? Rồi bây giờ cô mời các bé cùng bắt đầu vào bài nhé. Now, let's start. Now students, look at the title. Listen and repeat. Các em ơi, các em sẽ nhìn lên tựa bài, lắng nghe và nhắc lại theo cô nhé. Unit 12 at the lake. One more time. Một lần nữa nhé các em. Unit 12 at the lake. Đơn vị 12 tại hồ nước. Và tại hồ nước sẽ có những hoạt động gì đây? Đây là cái cảnh hồ nước rất mát mẻ phải không các em? Và đây là hình ảnh một gia đình đang cắm trại, đang ngồi hóng mát ở bên cạnh hồ nước. Ok, và chúng ta sẽ học nội dung đầu tiên hôm nay sẽ là ký tự chữ cái L và âm L. Âm L có hai cách đọc. Cách đọc thứ nhất sẽ đọc là L khi vị trí đứng trước đầu từ. Và âm L thứ hai sẽ đọc là R khi vị trí ở đặt giữa từ. Now listen and repeat. L L. Các em sẽ đọc âm L khi phần lưỡi của các em sẽ chạm vào phần cuối cùng của răng trên. L. Cách đọc thứ hai. R. Good job. Và phần đầu tiên là các từ vựng có chứa âm L. Đây là hình ảnh một hồ nước và tiếng Anh sẽ đọc là Lake. Now repeat. Lake. Good job. Và đây là hình ảnh một chiếc lá và trong tiếng Anh sẽ đọc là leaf. Repeat. Leaf. Và đây là hình ảnh nhiều quả chanh và số nhiều trong tiếng Anh sẽ có âm s. Rồi vào quả chanh trong tiếng Anh sẽ đọc là lemon. Và hình thức số nhiều lemons. Now repeat. Các em nhắc lại cho cô nhé. Lemons. Good job. Now let's move on activity 1. Listen and repeat. Chúng ta sẽ đến hoạt động 1. Lắng nghe và nhắc lại. Now look at the picture. Các em ơi, các em sẽ nhìn lên bức tranh nhé. Trong tranh đây là hình ảnh một gia đình đang cắm trại nghỉ mát bên cạnh một hồ nước rất là mát mẻ. Và trên hồ có những du thuyền. Bên cạnh đó trong tranh còn có các từ mà các em vừa được cô Loan dạy. Now listen the audio. Lesson 1. Activity 1. Listen and repeat. Oh. Lucy. Lake. Lemons. Leaf. Now listen and repeat after me. Các em sẽ lắng nghe và nhắc lại theo cô nhé. L. R. Là cách đọc khi mà chữ L đặt ở vị trí giữa từ. Và cách đọc thứ hai, L. Là vị trí khi chữ L đặt ở đầu từ. Lucy. Lake. Lemons. Leaf. Good job. Now let's move on activity 2, point and say. Chúng ta sẽ đến hoạt động 2, chỉ và nói. Và lần lượt cô đang sẽ chỉ vào các từ, các bé cùng đọc ta lên nhé. Good job. Now listen and repeat. L. U. L. Lucy. Lake. Lemons. Leaf. Very good. Giỏi lắm. Rồi chúng ta sẽ đến lesson 2, bài học 2. Và trong bài học 2 này gồm có 3 hoạt động. Activity 3, listen and chant. Activity 4, listen and tick. Activity 5, look,
straight and right. Và phần trước tiên chúng ta sẽ học hoạt động 3, lắng nghe và vẽ. Rồi trước khi vẽ, cô Long mời các em cùng nhắc lại theo cô nhé. L L Lucy. L L Lake. L L Lemons. Look at Lucy. Look at the lake. Look at the lemons. Good job. Now listen the audio. Page 52. Lesson 2. Activity 3. Listen and chant. Sẽ về lại một lần nữa sau khi học xong bài này nhé. Now let's move on activity 4. Listen and tick. Chúng ta sẽ đến hoạt động 4, lắng nghe và đánh dấu tick. Now look at number 1. Các em sẽ nhìn vào câu 1 nhé. Trong câu 1 có hai tranh, tranh A và tranh B. Tranh A là hình gì vậy các em? Đó là những quả chanh và trong tiếng Anh sẽ đọc là lemons. Và tranh B là hình các quả táo và trong tiếng Anh sẽ đọc là apples. Good job. Look at number 2. Các em sẽ nhìn vào câu 2. Và trong câu 2 cũng có hai tranh, tranh A và tranh B. Tranh A là hình một chiếc lá. Các em ơi, các em còn nhớ chiếc lá trong tiếng Anh sẽ đọc là leaf. Good job. Và tranh B, cái hồ nước và trong tiếng Anh sẽ đọc là lake. Good job. Rồi, bây giờ tôi mời các em nghe đoạn audio và tick vào đáp án đúng nhé. Activity 4. Listen and tick. 1. Look at the lemons. 2. Look at the lake. Rồi, bây giờ cô Long mời các em lần lượt nghe từng câu nhé các em. 1. Look at the lemons. 2. Look at the lake. Các em ơi, các em hãy cho cô đáp án đi nào. Number 1, câu 1 các em sẽ tick vào đáp án gì đây? Look at the lemons. The lemons là hình những quả chanh và đáp án chính xác sẽ là A, correct. Number 2. Look at the lake. Look at the lake và có nhắc đến từ lake và từ lake có nghĩa là cái hồ nước và đáp án chính xác sẽ là B. Good job. Now let's move on activity 5. Look, trace and write. Chúng ta sẽ đến hoạt động 5. Nhìn, đồ theo và viết. Và hôm nay các em sẽ luyện viết chữ cái L và âm L. Và hôm nay các em sẽ luyện viết chữ cái L và âm L. Các em ơi, các em hãy nhắc lại cho cô. Khi nào đọc L? Khi chữ L đặt đầu từ. Khi nào đọc L? Khi đặt ở giữa từ. Good job. Now students look at this. Listen and repeat. Các em ơi, các em sẽ nhìn vào đây, lắng nghe và nhắc lại theo cô nhé. L. Và cách viết chữ L. Và đây là âm L. Cách đọc thứ hai R. Và cách viết. Các em ơi, sau khi học xong bài này, các em sẽ luyện viết chữ cái L và âm L cho thật đẹp nha các em. Và công việc tiếp theo của các bé sẽ là điền vào chỗ trống 4 từ phía dưới. Và từ đầu tiên, các em sẽ điền chữ L và đây là bạn Lucy. Good job. Hình thứ hai và từ thứ hai các em sẽ điền là L. Đây là từ lake, hồ nước.
Và hình thứ ba, từ thứ ba các bé cũng đều âm L. Leaf, hình chiếc lá. Và từ cuối cùng, hình cuối cùng, đây là những quả chanh và các bé cũng điền lại chữ L. Lemons, good job, dễ lắm. Now let's move on lesson 3. Chúng ta sẽ đến bài 3. Và trong bài 3 này cũng có 3 hoạt động. Activity 6, listen and repeat. Activity 7, let's talk. Activity 8, let's sing. Và chúng ta sẽ học hoạt động 6. Lắng nghe và nhắc lại. Look at the picture. Các em sẽ nhìn vào tranh. Đây là bạn Lucy. Và trên tay bạn Lucy đang cầm các quả chanh. Và chúng ta sẽ lắng nghe đoạn audio và nhắc lại các câu sau. Page 53. Lesson 3. Activity 6. Listen and repeat. 1. Look at Lucy. 2. Look at the lemons. Now listen and repeat. Các em lắng nghe và nhắc lại theo cô nhé. 1. Look at Lucy. 2. Look at the lemons. One more time. Một lần nữa nha các em. 1. Look at Lucy. 2. Look at the lemons. Câu số 1. Look at Lucy có nghĩa là nhìn vào Lucy, hoặc mình nói ngắn gọn hơn, nhìn Lucy. Và number 2. Look at the lemons có nghĩa là nhìn vào những quả chanh, hoặc là mình nói ngắn gọn, nhìn những quả chanh. Ok, now let's move on activity 7. Let's talk. Chúng ta sẽ đến hoạt động 7. Chúng ta cùng nhau nói. Và lần lượt các em cùng luyện nói các câu sau đây với cô nhé. Now let's move on activity 7. Let's talk. Chúng ta sẽ đến hoạt động 7. Chúng ta cùng nhau nói. Và cô Loan sẽ mời các em cùng luyện nói với cô các câu sau nhé. Rồi bây giờ trước tiên các em sẽ nhìn vào bức tranh đầu tiên. Có hai bạn, đó là bạn Lucy và bạn Bill. Rồi bây giờ các em sẽ luyện câu nhìn vào bạn Lucy hoặc là nhìn vào bạn Bill, thì chúng ta sẽ nói câu như sau. Look at Lucy. Look at Lucy. Nhìn vào Lucy. Look at Bill. Look at Bill. Nhìn vào Bill. Và bức tranh kế bên có hai tranh, đó là tranh A và tranh B. Look at next picture. Các bé ơi, các bé sẽ nhìn vào tranh kế bên. Tranh kế bên có tranh A và tranh B. Và mình yêu cầu ai đó nhìn vào các quả chanh, thì các em sẽ luyện câu nói như sau nhé. Look at the lemons. Look at the lemons. Và tranh B, các em muốn yêu cầu ai đó nhìn vào cái hồ, thì các em sẽ dùng câu Look at the lake. Look at the lake. Good job. Now let's move on activity 8. Let's sing. Chúng ta sẽ đến hoạt động 8, cùng nhau hát. Và hôm nay chúng ta sẽ có một bài hát gồm có 4 câu. Và trước khi hát, cô Loan mời các bé lắng nghe và nhắc lại theo cô nhé. Look at Lucy. Look at Lucy. Look at Lucy. She's running round the lake. Look at the leaf. Look at the leaf. Look at the leaf. It's falling to the ground. Okay, now listen the audio. Activity 8. Let's sing. Look at Lucy. Look at Lucy. Look at Lucy. She's running round the lake. Look at the leaf. Look at the leaf. Look at the leaf. It's falling to the ground. Ok, bài này hơi khó hát, các em hãy cố gắng lên nhé. Các em có thể hát lại bài này sau khi học xong bài học hôm nay nha các em. Rồi, bây giờ cô Lâm mời các em cùng ôn bài với cô.
ký tự chữ cái L và âm L. Cách đọc thứ hai, R. Các em ơi, các em còn nhớ cách đọc của âm L và âm R ở vị trí như thế nào không? Cô Loan nhắc lại một lần nữa nhé. Đọc là L khi đứng đầu từ và đọc là R khi đứng giữa từ. Good job. The lake. Lake có nghĩa là cái hồ. Giỏi lắm. Và từ tiếp theo, leaf. Các em còn nhớ từ này có nghĩa là gì không? Đấy, có nghĩa là chiếc lá. Leaf. Và từ tiếp theo, lemon, hình thức số ít. Lemons có ớt, đây là hình thức số nhiều của danh từ và có nghĩa là quả chanh, những quả chanh. Lemon. Lemons. Các em ơi, các em vừa học xong bài Tunic Trail at the Lake. Các bé nhớ xem lại video và kết hợp với sách tiếng Anh 1 để học lại từ vựng và mẫu câu hôm nay các bé được học nhé. Cô Loan hẹn gặp lại các em bài tiếp theo, đó là bài Review Treat. Các bé nhớ nhấn like và đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ các video mới nhất. Okay, bye. See you next time.